Hello anh chị em. Sau đây xin được gửi tới anh chị em một bản thánh ca. Hôm nay là thứ bảy thì xin được gửi tới anh chị em một bản thánh ca, đó là Dâng Mẹ. Dâng Mẹ nhá. Bản thánh ca Dâng Mẹ. Mời anh chị em cùng lắng nghe.
Vâng, cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và hẹn gặp lại ở bản đánh ca tiếp theo.